Thưa quý vị, COVAX Facility, cơ chế COVAX là một sáng kiến của Tổ chức Y tế Thế giới WHO phân bổ vaccine cho những quốc gia đang phát triển và những nước còn khó khăn trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cơ chế này thì vừa thông báo việc bổ sung và phân bổ vaccine cho Việt Nam sẽ chậm hơn so với kế hoạch do các nhà sản xuất mở rộng quy mô và tối ưu hóa quá trình sản xuất vaccine. Về việc thời gian cung ứng vaccine bị chậm trễ so với kế hoạch, Bộ Y tế cho biết trước đây kế hoạch là ngày 25 tháng 3, lô vaccine đầu tiên theo cơ chế COVAX với số lượng là 1,73 triệu liều sẽ về đến Việt Nam và tháng 4 sẽ có thêm 2,8 triệu liều. Nhưng thực tế, thông báo mới cho biết lô đầu tiên chỉ có 811.000 liều và sẽ được giao trong 3 tuần tới. Và số lượng vaccine này thấp hơn số lượng dự kiến theo thông báo trước đó. Theo thông báo của COVAX, dựa trên tỷ lệ phân chia công bằng, nguồn cung ứng hiện có đối với các thành viên thụ hưởng của COVAX, do tình hình thiếu vaccine như trên, Cục Quản lý Dược Bộ Y tế vừa có văn bản lần 2 gửi các cơ sở nhập khẩu kinh doanh thuốc. Cục Quản lý Dược cho biết nhu cầu vaccine tăng cao, làm nguồn cung cho Việt Nam bị ảnh hưởng. Cục đề nghị các doanh nghiệp nỗ lực tìm nguồn cung hợp lý, kể cả từ Trung Quốc, đảm bảo chất lượng, an toàn, cung cấp cho người dân và sớm vào Việt Nam.